Đang phát xin chào bạn, hôm nay đang phát xin giới thiệu các bạn thùng câu cá LG, thùng câu đài LG 36 lít các bạn nhé. Đây các bạn, đang sẽ review bốn xung quanh thùng cho các bạn. Thùng này kích thước là của nó là 63 x 34 x 4 mét 42,5 các bạn nhé. Đây các bạn, cái này tháo nước này. Đấy, chỗ này bạn tháo nước. Tháo nước ra này. Tháo nước. Đây là chân chân địa hình các bạn nhé. Chân địa hình các bạn có thể nâng cao thấp được này. Đấy. Chân địa hình nâng cao thấp được. Bạn bấm nút này là nâng cao thấp được này. Đấy. Ở đây mặt để phụ kiện. Các bạn có thể dùng đựng phụ kiện. Các bạn đựng phụ kiện này. Mặt này đựng phụ kiện, đựng lưỡi. Đây, cái này có 5 châm để dính lưỡi đây các bạn này. Này, tháo rồi đây. Đây, tháo đây. Đấy, các bạn đựng mồi, đựng đủ loại. Hộp này tháo được các bạn nhé. Cái mặt này, trên này tháo được này. Đấy. Nên là tháo được. Bạn gấp vào. Đấy. Tiếp đến là trong hộp này gồm có khay này, dây đeo này. Dây đeo. Bắt chống cần, bắt khay mồi. Bắt giỏ cá, bắt là hết. Bạn vít vào thành thùng này. Đây, khay mồi. Đấy các bạn. Trong thùng này. Lỗ thoát nước ấy. Đấy. Tài sách. Hải Đăng có nhiều màu, các bạn thích màu nào thì đăng inbox riêng Hải Đăng Fishing, Hải Đăng sẽ gửi màu mẫu màu cho bạn xem. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu bạn thùng LG 36 lít. Hải Đăng Fishing chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.